Nào, bây giờ chúng ta sang một số ví dụ sau đây. Ví dụ của thầy. Hãy viết tập hợp các chữ cái trong chữ toán học. Em nhớ nhá, viết tập hợp các chữ cái trong chữ toán học. Ok. Nào, chúng ta viết thế nào? Các em tập trung nhá. Nào, ví dụ một của thầy nào. Ok. Vậy để viết được tập hợp các chữ cái trong chữ toán học thì các em bám sát phần phương pháp của thầy. Đầu tiên là tên của tập hợp thường là chữ cái in hoa. Được chưa? Thì thầy gọi tập hợp A. Gọi tập hợp A. Được chưa nào? Là tập hợp. Tập hợp các chữ cái. Trong. Từ toán học. Đúng nào các em? Đó, thầy ghi là tập hợp A là tập hợp chữ cái trong từ toán học. Được chưa? Đó, vậy thầy đặt tên tập hợp này là tập hợp A rồi. Em nhớ nhá, tên tập hợp thường là chữ cái in hoa, cho nên thầy để kỹ chữ cái in hoa. Thứ hai này, đây, tập hợp là A, được chưa? Nào, bằng nào?